Pro, chào mừng đã đến với điệp vụ cửa hàng tiện lợi của tuyển dụng tôi để xem hôm nay chúng ta đi mua gì. Nay tôi tăng ca hơi muộn nên quyết định sẽ lượn lờ GS25 để kiếm đồ ăn tối. Theo như yêu cầu của các Pro thì hôm nay tôi sẽ ăn toàn đồ màu tím nha. Qua quầy bánh ngọt thôi. Bánh bao ly nhân vanilla. Bánh bao ly nhân sô-cô-la. Nên lấy loại nào đây ta? Khi mà phân vân á thì cách tốt nhất chính là chọn cả hai. Đây rồi, bánh cream chocolate. Vì quá thích sô-cô-la cho nên là tôi lại lấy thêm một em bánh ngọt sô-cô-la nữa nha. Giờ thì đi kiếm nước uống thôi. Nước nho nha đam. Chai nước màu tím duy nhất trong tủ á. Bắt lấy em sữa chua dâu tằm nào. Chọn món màu tím thì không có thể bỏ qua quầy kem được. Tôi nghĩ là màu này sẽ có nhiều vị kem thú vị lắm á. Kem lỗi sốt khoai môn. Kem khoai môn lúa mạch. Tôi sẽ ăn cả hai loại để so sánh xem cái nào ngon hơn nha.